Chào các bạn, tin nhanh 24 trên 7. Ô tô biển số xanh biến dạng sau khi va chạm với ô tô tải. Khoảng 9 giờ ngày 13 tháng 5, tại ấp Cần Đức, xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, xảy ra một tai nạn giao thông khiến hai người trên ô tô biển số xanh bị thương nặng. Một trong hai nạn nhân bị gãy chân, họ đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Thông tin ban đầu, hai xe đối đầu khi ô tô biển số xanh biển số 80A... chạy hướng từ Bạc Liêu về Sóc Trăng. Lúc này xe biển số 69C do tài xế 25 tuổi ở phường Cát Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chạy từ Cần Thơ về Cà Mau đã lấn trái vượt một xe ô tô cùng chiều. Cú vượt nguy hiểm đã khiến ô tô tông mạnh vào biển số xanh. Chân của nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin thật lâu mới được kéo ra khỏi chiếc xe khi bị biến dạng phần đầu. Tài xế xe tải đã đến công an gần đó để trình diện, cho lời khai phục vụ hiện trường. 13 giờ cùng ngày, xe cảnh sát giao thông đã dẫn đường cho hai xe cấp cứu tới bệnh viện Sóc Trăng để chuyển các nạn nhân lên tuyến trên. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này. Gặp lại video kế tiếp. Nhớ like, share, nhớ subscribe.